Hãy thở đi. Ok, hello, chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Quang Linh Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Đấy, thì cũng một thời gian khá dài rồi các bạn. Anh em mình không ra được video là bởi vì bên phần farm này các bạn thì mùa khô thì cũng không có cái gì đặc sắc cả. Nên là quay video mà nó không được cho ấy thì cũng nhạt thì các bạn. Cho nên là mình thì cũng còn ở bên cả team huyền thoại nữa. Đấy, rồi còn chạy thêm một số việc nữa, cho nên là trong farm thì anh em mình cũng lâu lâu thể quay một cái để cho các bạn tiền theo dõi thôi. Còn ở Việt Nam thì Linh đợt này cũng chuẩn bị để sắp xếp công việc, rồi thì chuẩn bị đồ đoàn rồi để chuẩn bị sáng, để sáng quay lại Angola các bạn. Cho nên là Linh ở nhà cũng nhiều việc không ra được video. Đấy thì cũng là đâu đấy mười mấy ngày rồi, hơn 10 ngày rồi anh em mình không ra được video. Đấy, thì hôm nay nhân tiền là có mấy người quen của mình ở trên thủ đô các bạn là có đặt vấn đề là muốn mua cái cà pháo, cà để muối các bạn. Cho nên là mình vào để bảo với anh Hầu thu hoạch cái cà pháo để tối nay mình sẽ gửi lên luôn đa cho người ta. Đấy, thì nhân tiền là vào mình quay luôn đấy, cho các bạn theo dõi tình hình ở trong farm, hiện tại ở trong farm nha các bạn. Đấy, thì đây cái cà pháo này thì hái xong là chiều tối nay mình sẽ gửi lên đi luôn đa luôn. Đấy, cũng không được nhiều đâu nhưng mà ra cũng được tầm vài chục ký đấy anh Hầu ơi. Vài chục ký được rồi, mùa này cứ thế vài chục ký được rồi. Cho anh đây mình cho anh Hầu ấy. Anh Hầu lâu lâu lắm không lên hình ấy. Giờ chào các bạn ấy. Đấy, các bạn cũng nhớ anh Hầu lắm đấy. Các bạn chắc quên. Chào các bạn. Đấy thì cái cà pháo này là đợt này thì ở trên thủ đô này hiếm các bạn. Ở thủ đô này hiếm cho nên là có mấy người quen mình là có gọi xuống hỏi. Đấy, hôm qua thì nhân tiền là đang còn này thì mình hôm qua có bảo anh Hầu là hôm nay vào thu cái cà pháo để chiều nay mình gửi đi lên thủ đô luôn. Đấy, nói chung là cũng nắng quá ấy, không ra được quả nhiều. Nắng nước anh em mình tưới suốt đấy, anh Hầu tưới suốt ngày đấy. Nhưng mà thế này là không được rồi anh. Đây, cà ngon đấy các bạn. Cái này phải kỳ không sót đấy anh Hầu ạ. Nhói mai da này. Nhói mai mà một phần lát anh có thấy sót rồi. Đâu rồi, đây này. Như đây là bị sót, là bị da các bạn. Cái này là hôm sau mình sẽ lấy mình đưa ra ngoài để cho da hẳn đi. Mình đưa ra ngoài farm mới ấy, farm mới của team huyền thoại ấy, mình sẽ trồng ngoài đấy. Đấy. Ở đây này. Anh Hầu hái tí mà tương lai đây các bạn. Và trung tâm được 20 kg là được. Và mình gửi lên là vừa đẹp. Quả nhỏ không biết đâu anh. Thì da đấy, bẻ chứ nó da. Ừ. Da. Nó da đấy. À, mà đúng ra là muối cà nhỏ này là ngon hơn này. Ừ, cà nhỏ là ăn. Mình là mình thích ăn cái cà muối nhỏ các bạn. Làm miếng một. Vừa miếng. Nói như ở nhà mình nhưng vừa miếng. Nhìn thế này mà da hề, công nhân đấy. Ừ. Nó bẻ nó da đấy. Ủa giống như cây này thì quả đúng không? Sai quả luôn này. Buổi chiều thì thời tiết nó lành nhưng mà giờ này thì nắng cháy da luôn các bạn. Nắng khiếp, hôm nay nắng thật ý. Nắng khiếp luôn ấy.
Nặng mà mấy anh nếu mà con bảo nặng thì mình thì nặng lắm. Em mấy bữa ở ngoài farm mới ấy, mà đêm về ngủ là biết ngay luôn. Khiếp mệt. Cái nắng này nó độc không phải như nắng ở Việt Nam mình đâu. Nặng nhưng mà tội nó lành cho mặt mùi trên đất hết. Đúng không? Nó thay đổi đột ngột đấy các bạn. Ôi giời, quả ra nhiều lắm anh ạ. Hôm sau anh lấy ra một ít cất đi. Em trồng amarela sinh nào nhá. Để cho nó ra nó vàng hẳn. Đấy, dần các anh quả nó ra thôi khỏi hái. Để làm giống luôn. Mấy anh đi cũng nói là cho xin ít về làm giống. Ừ, mà anh em ai cần thì cứ cho người ta thôi. Ừ, nhiều hại đi, nhưng mà về làm giống xong để hỏi ăn kiểu gì đấy. Phải chỉ anh ạ, à, phải chỉ cho anh em muối luôn. Cùng trông được ca này mà như người dân bản địa bên này biết ăn này, mình tập cho ăn với tập cho người ta biết muối ấy, là đỡ được bao nhiêu tiền thức ăn về ấy đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Cái này giờ hái hàng nào phải sống hàng đấy anh ạ. À. Không nó sót đi. Hôm nay trời nặng thật ấy. Nắng mình đi làm bằng cái áo bảo hộ này này, có mũ chống nắng này, mà đứng như thế này nó vẫn rát đấy các bạn. Nhưng mà sẽ một tí nữa thôi, tầm 1-2 tiếng nữa là bắt đầu gió se lạnh đấy, bắt đầu gió lại se lạnh. Thế cái vé bánh tu đùi á, bỏng da luôn, bỏng da đấy. Ừ. Nhưng mà nước giờ dưới suối lạnh lắm. Ừ, mà xuống suối một tí rồi thôi. Cái nước suối nó mà cầm bơm tưới một lát là nứt đứt tay hết luôn. Nói thì như lúc có những cái phản hồi là anh em cứ hay kêu ca, nhưng mà thực tế nó hay các bạn, người dân người ta bên này người ta khổ đúng chứ. 6 tháng mùa này thì nó quá khắc nghiệt. Quá khắc nghiệt luôn chứ không phải là khắc nghiệt nữa đâu. Nhìn đâu cũng một màu vàng luôn. Có cậu mới xanh. Đấy, giờ nhìn là chán luôn các bạn nhìn bên kia. Đấy. Toàn cỏ với ấy vàng khe chứ chẳng có gì cả. Đây, cho anh Hầu Hải mình đi quay cho các bạn xem một vòng farm việc cái để cho các bạn theo dõi. Anh này phải tuần nữa đấy anh Hầu này. Em cũng muốn thu để đưa đi luôn này, nhưng mà nó hơi đang hơi bé. Nó đang hơi bé các bạn ạ. Nếu mà mình thu như thế này cũng được thôi, nhưng mà kiểu nó giảm năng suất. Bởi vì hành bên này giờ người ta mua bằng ký đấy. Cho nên là nó đạt tiêu chuẩn thì nó sẽ nặng ký hơn, và cái lúc mình sử dụng thì nó được năng suất hơn. Đấy, cái này phải tầm tuần chục ngày nữa. Ôi giời, hải ca nó ngứa tay ạ. Đây này, ít nhất phải được như thế này này. Ít nhất là phải được thế này các bạn. Đấy. Cái hành hoa này giờ ở trên thủ đô rất chỉ là hiếm. Trước mình có nhổ tỉa một lần rồi, nhưng mà lần này thì mình sẽ để cho ok một lần là mình thu một lần luôn. Đấy, lên đấy nhập. Nó nốt công gửi hoặc nốt công xe. Đấy. Đây, như thế này là đẹp rồi này, nhưng mà để đợi những cái này các bạn tầm một tuần hoặc chục ngày nữa. Bởi vì anh Hầu ngày nào cũng tưới nước. Bên này trồng cái gì anh Hầu? Bên này trồng cải đây. À, rau cải dưa. Trồng cải dưa cũng được anh ạ. Cải dưa ở trên thủ đô giờ cũng hiếm và đắt đấy. Đây, như trên chỗ đấy là đời ở những cái chỗ này nó tốt, nó to bằng ấy là thu một lần luôn đấy các bạn. À, đây thì hành củ hôm trước mình quay cho các bạn xem cách đây mười mấy ngày đấy, là giờ nó lại khác hẳn rồi đấy các bạn. Củ bắt đầu nó to rồi, đây này, củ là nó bắt đầu to rồi các bạn, nhưng mà cũng chưa thu hoạch được. Cái này phải để cho nó ấy thu hoạch một lần đấy. Hành thì dưới này cũng một số lượng hành này cũng khá đấy. Úi giời ơi, có cây này. Đây này các bạn, nếu mà tỉa đúng khoảng cách với ấy là đấy,
cây nó như thế này đấy. To hề. Này. Úi giời. Đây có những củ, những cái thân này, những củ nó to. Đây này, phải hành là phải như thế này, đây nó to hơn rồi này. Đấy thì cái này hôm sau cũng phải là thu hoạch một lần. Đời ở dưới kia với anh Hầu trồng cái nó hai cái thời gian trồng khác nhau. Ôi giời, đứng anh này, chưa? Củ hành. Kiệt. Đấy. Hành các bạn. Hoặc là mình sẽ thu, mình sẽ đi chọn những cái củ to mình thu trước. Đấy, còn lại để đợi những cái củ nhỏ, mà lúc mình đã thu cái củ to rồi thì cái củ nhỏ hơn nó sẽ phát triển nhanh hơn. Đấy, thì cái này là mình để xem được thời gian nào thu hoạch là mình sẽ bảo với anh Hầu thu hoạch sen kẻ củ nào to. Với là đạt rồi thì mình thu hoạch trước. Đây như những cây này thân nó bé bé nhưng củ cũng to này. Đây này. Đấy, cái dải này thân bé bé nhưng củ vẫn to này. Đây thì ngày nào cũng tưới nước nha các bạn. Một ngày một hai lượt tưới suốt ngày đấy. Thì đấy mà dừng cái đất này mà anh em mình dừng tưới nước một ngày ấy là nó cứng cuốc không xuống luôn. Đây như dưới này thì củ còn bé. Đất này thì trồng hành nó sẽ không bằng đất ngoài farm mới của anh em mình được. Ngoài cái farm mới ngoài của team huyền thoại và anh em mình đang làm ấy, đang khai hoang ấy, là đất pha cát. Nếu mà trồng hành thì chắc chắn là nó sẽ đạt năng suất hơn cái đất này. Bởi đất này nó cứng các bạn ạ. Cái củ nó phát triển là nó bị hạn chế. Nó bị hạn chế vì tính chất đất nó cứng. Cứng quá. Phải tưới liên tục hàng ngày. Còn đất ngoài anh em mình đấy là đất pha cát mà nó mát. Ở trên bề mặt thì nó khô, nhưng mà mình mà đào một tí nhìn là sờ vào cái đất nó mát ở tay luôn ấy. Đất đấy nó giữ nước, đất này không giữ nước được. Đấy, farm thì mình 2 ngày mình vào một, nhưng mà do là quay nó ấy mình không quay lên cho các bạn. Đấy thì đi dạo một vòng luôn nha các bạn, để vào xem thỏ. Thỏ đất này khá rồi. Đưa em cho ra ngoài sân đi. Đấy, giờ cho ra ngoài sân chơi luôn đấy các bạn. Qua sân này mà bên nữa không nhảy được à? Không nhảy. Tin em từ sơ nhảy là hay đó. À. Ăn mấy bữa ăn chui gò luôn đấy. Đấy. Đây các bạn, giờ thả cho ra ngoài sân đấy. Đấy. Thả, sân thì thế làm cái lưới này chắn lại rồi. Thả cho đến khoảng 1 giờ, 1 giờ hơn 1 giờ. Nhưng mà anh sợ nó đi đấy. Dạ không, mấy bữa em thả ra cái là em ở đấy trực mà. Hoặc là lấy trực nhưng mà mình lấy lưới mắt cáo mình cột vào đấy đi. Dạ. Đuổi hết ra đây xem. Một giày đấy. Không đuổi hắn ra không? Hắn chứ đồng một cái, lên chạy vào chuồng. Lên chạy vào chuồng. Mở cửa đi. Cái này là cái thỏ này giờ mà có đi cũng sợ các bạn, bởi vì ở đấy ăn sướng hơn. Quên ơi. Ở đấy ăn sướng hơn. Một nồi hạt ngô đô. Tất đầy đủ. Giờ trên 40 con này hả? Dạ. Khoảng tầm độ 40. Từ đi mình chưa thấy này. Ừ, nó đào hang rồi nó để trong này các bạn. Đấy, đóng một cái là chứ đóng ngoài này là chạy vô đây hết. Có thể là đào sang bên kia rồi đấy. Dạ không. Đấy là bê tông hết. À mình đổ bê tông hả? Bê tông thì toàn bộ. Từ 7 con bây giờ lên 40 con rồi các bạn. Mày vừa ra ngoài, thân ra ngoài phơi nắng được thân lánh mà mượt hơn nhiều. Ừ, nó ra ngoài nó toàn tự nhiên luôn đấy. Đây. Thì đào tôi muốn là chuyện gì là đào nhiều nhất. Không chảy luôn. Úi giời. Trong nhà nó đè nhánh đấy. Mà trong khe thỏ thì nó phát triển nhanh các bạn. Úi giời. Chảy đến chân mình luôn. Ôi. Nhanh này. Đúng nhanh như thỏ, nhanh như sóc. Úi giời. À. Đúng người là vào chuồng ạ. Chậm thôi.
Ui trời. Nó sờ đấy. Sờ. Đi. Đấy. Ù nu lắm. Đứng sau lưng anh con này. Hai con này. Ui trốn đấy à? Trốn đấy em. Thôi được rồi, ăn đi. Mình vào thế này chơi cay lắm đấy. Đây vào phá. Đây này, đứng anh đừng đứng sang ngoài này thì anh đùn được một cái là chạy lại bụng lên. Em đứng ngoài xin chào chào mày chi. Không, em đừng ăn sơ. Hít. Vừa đóng cửa. Cái này cái gì đây? Điện giải thảo dược. Anh thích uống uống ngọt đi. À, giống như mình uống xế nhỉ? Dê mới đẻ đấy các bạn. Dê mới đẻ hôm qua. Đấy. Mới đẻ hôm qua con bé đấy. Mùa nắng thì dê nó phát triển ổn hơn mùa mưa các bạn. Mùa nắng ổn. Đấy, ngan. Ăn uống đầy đủ với tắm rửa sạch sẽ là lông nó mượt hẳn luôn các bạn. Có cái đàn gà sáo này đẹp này. Gà sáo giờ mình tổng bao nhiêu rồi? Giờ được 17 con. 17. Giờ đang đi ăn nữa nhỉ. À đi ăn. Giờ chứ là giờ cho ăn tự nhiên rồi đấy. Bây giờ. Thì gà sáo này lơi cứ thả đi chắp là tới về đó. Mình phải cắt cánh đi. Dạ. Bởi vì gà sáo nó bay kính lắm. Bữa em cắt xong là chứ hắn giá đầy đủ lại. Hắn đi ăn thì lấy mình đang cắt đấy. Thì bữa đầu tiên em làm thử bay sáo đấy. Có con đi sửa cánh à? Ừ, không thì bắt cắt đi. Cắt cánh đấy cho nó không đi nó vướng ấy. Ngăn trống giường đông này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 con ngăn trống à? Mười mấy con đấy. Cây lứa ngan này đợt mình mua là nó bé các bạn. Mà giờ về đây nó ăn uống đầy đủ ấy là nó lớn, nhìn khác hẳn luôn. Đợt anh mua là của ngan nón khoảng tầm độ được 2 tháng hơn 2 tháng. Ừ. Ủa sao con này lông thế? Con này thấy lông à? Con này đợt bữa nó bị dính cái thức ăn ấy. À. Chưa thấy được. Có mấy con lông. Dính thức ăn chưa thấy kịp lông này. Cơ mắn đô thì hết đời dính. Ở bên này mà nói là cái con gà này các bạn này là dễ nuôi nhất này. Con gà sao này này. Dễ nuôi nhất đấy là con gà sao này. Bởi vì người dân bên này cái con gà thường ấy nó bị cảm, bị dịch. Nhưng mà con gà sao này không bị gì. Nói chung là cái đề kháng của con gà sao này nó khỏe hơn gà bình thường của mình. Đấy. Mà lại dễ nuôi. Thường ở đêm là ngủ đến cây đấy. Đây là anh em mình nuôi là cho vào chuồng đàng hoàng chứ còn không ngủ đến cây. Ô, trong đấy ngăn con à? Dạ, rồi ok các bạn. Hôm nay như lúc đầu mình có nói là của một thời gian khá dài, hơn chục ngày mình không vào được trong này để quay cho các bạn cập nhật cái tình hình của farm các bạn. Cho nên là hôm nay nhân tiện đấy, như lúc đầu mình nói là có thể vào để thu cà pháo để gửi lên thủ đô đây các bạn. Thì nhân tiện thì anh em mình sẽ quay một vòng farm để cho các bạn theo dõi tình hình. Đấy. Tình hình hoạt động vào mùa khô này. Đấy thì chắc video hôm nay anh em mình cũng xin kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa cho anh em mình một like, đăng ký và chia sẻ kênh Quang Linh Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi các bạn. Cảm ơn các bạn luôn đồng hành và theo dõi anh em mình nhá. Ủng hộ anh em mình nhá. Chào các bạn. Chào các bạn. Rồi, giờ Đức Anh sẽ bay một vòng flycam để cho các bạn nhìn được tổng thể farm vào cái mùa khô này các bạn ạ. Đấy. Cũng nhiều đấy. Ủa nhiều đấy. Đấy, hai nốt mấy hàng này là luôn anh. Chắc là một sọt này đây là được, là mình gửi lên thủ đô là vừa đẹp.